Chào tất cả anh chị các bạn nha. Này là đẩy kéo chì anh chị bạn, kéo chì này nè anh chị bạn. Cái này là chì hay là còn ở miền Tây mình còn gọi là côn nha anh chị bạn, đi kéo côn. Thì cái chì này để kéo bắt cá nha anh chị bạn. Thì cái cách bắt kéo chì này bắt cá như thế nào thì anh chị xem clip sẽ biết nhé. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi kéo nha anh chị bạn. Đó thì mình ở đây còn có cái nôm anh chị bạn đó. Mình kéo chì xong mình sẽ bắt dùng cái nôm này để bắt cá. Đây. Đó thì hôm nay mình đi là 4 người nha các bạn. Hôm nay Khánh An nhiệm vụ là làm gì? Nôm cá bạn, nay mình nhiệm vụ mình nôm cá, nếu mà nôm chặt là bị nhắn ruộng luôn à. À, Khánh An thì hôm nay Khánh An là nhiệm vụ là nôm cá vậy các bạn. Anh Hai nè, anh Hai thì hôm nay là kéo chì. Chào cá nha. Đó, anh Hai mình sẽ kéo chì nha anh chị các bạn. Cuộc sống miền Tây đây nè, cầm cái canh để cầm canh theo đựng cá vậy các bạn. Sao? Cái canh chà bá luôn nè. Đừng Đó. để canh nó về các bạn ơi. Hôm nay là đi bắt sẽ đầy cái canh này mới về nha anh chị các bạn. Đó thì cuộc sống miền Tây hôm nay thì nó cũng nhiệm vụ là kéo nha anh chị các bạn, kéo chì. À, mình đi đi qua cái cầu khỉ này để qua bên ruộng nha anh chị các bạn. Đây bây giờ mấy anh em mình đang công đoạn chuẩn bị đi kéo nha anh chị Đây, bạn. kéo sáng mà mới chấm nha anh ba này. Đó, cuộc sống miền Tây thì nó kéo đầu này. Anh hai thì đang kéo đầu tuốt bên kia anh chị các bạn. Còn thằng Thánh An anh chị các bạn. Đó, nó đi đằng sau nó xem cá chuối đằng để nó nôm cá nha chị bạn. Nó mình đi phía sau này mình quay quay theo Thánh An để coi có cá chuối cho anh chị bạn nôm cho anh chị bạn mình xem nha. Đó, mình phải đi phía sau vậy bạn, đi phía trước động cá nha. Chào tất cả các bạn nha, hôm nay đi kéo cá luôn ạ. Chú lên cá nôm cho các bạn coi nha, cái gà trống này, gà trống mới có đó. Anh Hai thì đang kéo đầu bên đó vậy bạn, còn cuộc sống miền Tây đang kéo bên đây. Đây nè, đây nè anh chị bạn, có dấu hiệu chuối nè. Đó, anh chị bạn thấy nước đục lên nè. Bạn thấy xích bên kia vậy? Nó mỏng nhất chỗ nó liền. Đó, nó chuối cái nó lên nước đục đó anh chị bạn. Nó hụt ra mới ra cá trọng ghê luôn chạy. Ú, một con đầu tiên nha anh chị bạn. Đó, bên kia nãy có thấy chuối không? Bên kia chạy. Chạy hả? Mình phải xác định đúng cái vị trí chứ khi mà nó quặn nước lên là nước đục nó trôi đi, mình phải xác định đúng vị trí nó thì mình mới không phải mà. Mình mới nôm xuống nó dính là vậy bà. À, đây là cuộc sống miền Tây các bạn đang kéo anh chị bà, đang tập trung dòm cá chuối qua kéo nhiều hả? Qua làm cũng tới 5 kg à. Không. Cái gồ. Đó. Đây đó đây. Có cá chuối anh chị bạn. Đây đi. Cá gồ hả? Rồi cá chuối không cần ôm luôn vậy bạn. Cá ăn mò tay luôn. Vậy anh Tư mới sợ đó. Cá lóc các bạn. Vậy các bạn thấy không? Thấy cá chuối mà nó không thằng dùng nôm, nó dùng tay mò nước gì mà mò vẫn dính. Bắt vậy với anh Tư mình mới sợ các bạn. Cá nó chuối á mình biết nhìn nó sẽ có cái tim đầu các bạn, nhiều người không biết cái đầu nôm chân cục sình là chặt lắc các bạn. Nè có chuối nè, anh Hai mới phát hiện cá chuối gì để xem có không nha anh chị bạn. Nôm cá lo mà lo nhiều chuyện chọn sình bây giờ nè, vậy mà anh ta bắt dính mới ghê không. Nó ba con nôm không có chặt nha các bạn, ba con rồi. Dùng cái chén mà đi lưng lửng thôi, mày đi nửa trong nửa ngoài vậy nè. Nãy kéo nãy động chạy hết rồi. Thank you.
phát hiện cá chuối nữa anh chị bạn ơi. Này, anh ăn đây được một con cá lóc anh chị bạn. À, ở đây chuối nữa nè, ở đây chuối một con nè. Cuộc sống miền Tây thì đang mồi tay thử có dính không nha. Không dính là đội nhắn nước luôn nè. Rồi, mất kết rồi. Chuối đâu? Rồi mất. Chị sóc xuống rồi. Cá đó. Từ từ. Dấu chuối nhỏ thì mình cũng thấy nè. Đâu nhỏ lên thình mà. Dễ gì chạy được chứ em. Đúng không? Đụng cá bự luôn chứ không? Cá bự luôn bạn. Bự lắm à. Trời trời trời, thấy vậy? Cá ngon ngon không chị bạn ơi. Cá vụ này là khỏi phải chê luôn bạn. Nãy giờ nữa cái cá khỏe rồi đó. Đây là con ốc vuông vàng. Mệt đâu đây? Quá mệt. Quá mệt. Chị quá rồi nè. Chị quá trời dài chị bạn. Chị dài thêm cái cọng chị nó to nó nặng anh chị bạn. Anh hai kéo mới có tí mà mệt rồi. Chừng nào đổi em đổi, đổi em kéo cho chút. Dòng có bánh không? Kéo ngang luôn hả? À. Ở đây có lưới anh chị bạn, lưới ra. Lưới này đặt vớn á, giờ sẽ kéo ngang luôn nè anh chị bạn. Đó, kéo ngang lưới luôn. Đuối chưa? Chưa. Cảm giác sao? Phê phê chưa? Thấy cá là thấy mê, dù mới mệt thì cũng là... Thấy cá chuối là thấy khoái à. Thấy cá là hết mệt rồi. Cá là hết mệt. Không có cá thì mệt. Kéo độ không có cá thì cảm giác mệt vậy bạn, mà khi thấy cá chuối cái hết mệt. Em mới phát hiện được con cá chuối này vậy bạn. Nãy giờ mình đi này, cá lóc nữa. Đó thì nãy giờ mình đi kéo một đoạn khá là xa vậy bạn, mà không thấy con cá nào chuối chứ á. Nãy giờ cũng tầm kéo gần nửa tiếng hộ vậy bạn. Lúc đầu thì nó chuối nhiều, cái lúc sau này á khúc đất này làm như nó ít cá vậy bạn. Nãy giờ kéo đoạn cũng khá lâu không thấy chuối nên mình không có ghi hình cho anh chị các bạn mình xem. Thì nãy giờ mới cũng phát hiện được hai con cá chuối nè, nhưng mà một con thì khả năng nó bắt dính, còn con thì nó bị tẩy anh chị các bạn. Đây thì bây giờ kéo tới cái bờ đất nha anh chị bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua phía con sông bên đây, qua phía bên kia anh chị bạn. Ở dưới đây là có con sông. Đó giờ cuộc sống miền Tây nó đang thu trì lên anh chị bạn. Thu rồi để giác ở bên kia. Nó anh hai với cuộc sống này. Quá trời nặng. Đuối quá. Cái chai nước quá đông đi rồi. Một cái chì thế này anh chị bạn, lúc nãy mình giác là tầm nãy tầm 20 kg á. Nặng lắm. Tầm mười mấy 20 kg anh chị bạn. À, anh hai kéo nó vào khoe chưa? Mệt. Mệt rồi. Đi. Anh hai với cuộc sống miền Tây anh chị bạn. Kéo chị. Thì mình hỏi là kéo mệt không? Thì nó đâu vậy? Lỗi cậu cái gì? À lỗi ngang kênh. Ngang kênh kiếm chỗ nào lỗi mẹ đi. Đây có đường nước gì bạn. Đây nè, lỗi mẹ đi chỗ nào đi. Đó kéo chị thì kéo mà không có cá đó mệt anh chị bạn, không có cá chuối mệt. Có cá chuối thì không mệt. Đó thì một phần á là mình thấy cá chuối thì bạn, mình kéo mà mình thấy cá chuối mình mê thì mình quên cái mệt đi. Với lại một phần nữa là có cá chuối cho mình, cái người kéo chì được đứng nghỉ anh chị bạn. Chợ nôm cá nên có thời gian mình nghỉ để mình xả hơi. Bây giờ mình sẽ lội qua cái con kênh này nha anh chị bạn. Lội con kênh này đi qua phía bên kia. À, anh hai lượm được trứng vịt. Mình té trứng luôn. Anh hai lượm được trứng vịt nè anh chị bạn. Đi, đi anh hai đi té trứng ngoài. Rớt trứng luôn. Rớt trứng. À bây giờ mấy anh em nghỉ ngơi tí nha anh chị bạn. Nghỉ ngơi xả hơi tí rồi sẽ kéo tiếp ở phần đất bên đây. Đó, dạ lên cái lung vậy đó. Cuộc sống miền Tây rồi. Đuối rồi anh chị bạn. Giờ vô nữa. Ngồi được thôi. Quá hết xăng à. Vô xăng lung vậy đó. Đây là cái gỗ chuối trời ơi trời. Đây là chì nè anh chị bạn, chì để mình kéo nè. Em phá cái gỗ à. Đây là những cái chì cắt ra một cây gì tầm ba ngón bốn ngón được con hay tầm con, 1 mét thôi chị bạn. Ba ngón nhiều. Ba ngón là được rồi. Một đoạn chì tầm mình cắt tầm 1 mét nha. Đó. Cái mình kéo
mình làm cuột vô cái dây như thế này nè. Nè, cái này là của cuộc sống miền Tây làm để dành kéo anh chị bạn, tới mùa nước thì lấy ra kéo. Thì cuột vô dây thế này nè, một đoạn chì tầm khoảng 200 mét. Đó, để kéo khi nào mà mình kéo cái cá nó nghe tiếng chì hay sao nó bị sợ nó kéo đi đại qua là nó qua luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị dàn trận đi kéo tiếp nha anh chị bạn, kéo cái phần đất bên đây. Không thể quên nhiệm vụ của mình được các bạn. Đó. Thì Thánh ăn bữa nay nó sung sướng vậy bạn, nó sung sướng nó đi nôm cá thôi. Tại mà nó không dính là coi chừng có nữa. Ừ. Rồi cá gì? Cá cục phiên chị bạn ơi. Đây, mình chờ Thánh ăn nó bắt lên cá cục phiên thì mình để mình xem nha. Tao nhắc nhở mà lần này sao mày? Không thấy hả? Cá dưới mà kêu hoài à. Đây. Thứ gì chịu nổi bạn cá cục phiên nè. Dịch này là mùa này người ta để những cái phần gạ đó anh chị bạn, nó nói gọi là lúa chét á, để lên như thế này nè đó, anh chị bạn mình xem nè, đó cái phần mà lúa cắt còn cái gốc nó để lên, cái nó lên cây á, cái ra bông lúa người ta thả dịch vô, ta mua những cái người có dịch, ta mua là những phần đất đó thì giá cũng khá rẻ anh chị bạn. Cái ta thả dịch vô nè, ta thả dịch đây là những con dịch đẻ, ta thả vô để ăn những cái bông lúa đó, rồi về người ta nuôi rồi về người ta lấy trứng anh chị bạn, không có cần tốn mồi nha, tốn thức ăn cho nó. Thì sáng người ta thả ra, chiều cái người ta lùa về và chuồng nó nhốt rồi. Đó, thì bên đây Thánh ăn nó nồm lượng cá nữa anh chị bạn. Cái gô nè. Hồi nãy giờ mới dính con gô đầu tiên luôn. Gô cuốn mềm hả bạn? Cái gô vụ này khỏi nói này. Cái gô mập. Cái gô à. Nãy giờ là được con cá rô đầu tiên luôn đúng không? Hai con à. Hai cá rô à. Đấy mới qua thấy không? Phát hiện bạn gồng bày lồng gồng anh chị bạn. Đây nè. Để chờ anh Hai đang kéo qua. Để kéo qua mình ốp bạn gồng này xem có cá mẹ chuối không nha anh chị bạn. Qua ốp làm cặp đó. Đây. Đó, để chờ đợi kết quả coi có cá chuối không nha. Rồi im gu luôn chị bạn ơi, không thấy cá chuối luôn. Rồi cá mẹ nó chạy rồi nè anh chị bạn, mình xem nè, tầm chì tầm 20 kg á, mỗi người bên tầm 10 kg, mà không phải mình dở lên đâu anh chị bạn, mà mình phải căng cho nó thẳng ra, nó hai người hai bên chị bạn, tầm 10 mét á, phải ghì cho nó thẳng ra, đừng có cho nó gà dưới nước. Dây chì phải hỏng lên trên, và cái chì chỉ có cái phần chì cộng với cái phần chì là nó nằm dưới đất nha anh chị bạn, nó kéo gà dưới nước á, để làm cho động cho cá nó sợ, cá nó chúi xuống. Cái mệt đó là cái mệt mình phải căng dây chì cái hai bên đó anh chị bạn, căng cho nó thẳng ra. Thì anh chị bạn mình cái dây càng dài thì mình càng nặng nghĩ nha anh chị bạn, phải dùng sức, mình vừa nghĩ mình vừa bước đi nữa thì cảm giác nó vừa mỏi tay và mỏi chân anh chị bạn. Anh Hai đây thì phát hiện thêm bầy lồng nữa, bây giờ sẽ ốp vô để bắt cá mẹ đó nha anh chị các bạn. Bầy lồng ngay giữa cái phần chì luôn nè. Rồi hình như cá mẹ nó hơi khôn á, mình động cái là cá mẹ nó chạy đi trước nè. Đây mình vừa kéo qua cái bầy lồng lồng này nè anh chị bạn nè. Đó. Còn nhâm nhâm bột nhỏ đó là bầy cá lóc con đó anh chị bạn. Đó. Thì mình đi xa cái mình thấy ở đây có đặt những cái vớn nè anh chị bạn, đó phần vớn nè, nó đặt cái này để kiếm cá con hoặc là tép, hoặc là có thể có cá bự cũng nó sẽ chui vô đây để mình bắt vậy bạn, nhưng mà cá bự thôi, cá bự vô vớn thì nó hơi ít, có cá nhỏ với tép nhiều. Thì hôm nào mình hôm nào chắc mình phải đi bắt cá lồng gồng này, mình vô mình làm bữa cơm hết thôi. Cá lồng gồng thôi con xả kho cốt dừa các bạn, ngon lắm. Ừ. Bữa nào mình hẹn bạn, bữa nào mình làm mít cho bạn xem. Bữa nào mấy anh em mình sẽ làm cái video kéo cá lồng gồng lên, mình kho khô xả một nước cốt dừa cho anh chị các bạn mình xem nhé. Thì những cái video mà về ăn uống thì mấy anh em mình sẽ đăng lên cái kênh là ẩm thực miền Tây anh chị các bạn. Thì chị các bạn nào có quan tâm thì cứ qua cái kênh nó xem nhé. Đây vừa nói xong phát hiện cá chuối luôn chị bạn. Nó thì anh chị nào
xem về những cái món ăn dân dã miền Tây của mình á, của mấy anh em mình thì qua ẩm thực miền Tây nha. Không có hả? Nó ở mới thấy nổi bột rồi đó. Đây không? Chết á. Đó. Chết cả ra. Đi chắc lên luôn. Không lên cá này không lên sợ nó phụng lên. Kéo ngang bầy lồng gồng thì có dấu cá chuối anh chị các bạn. Đúng không? Không, nôm sai rồi. Trời ơi, nó kê cái chân rồi đi chỉ bậy không à. Đụng đuôi hả vậy? Nó chạy giỏng rồi luôn á. Nôm xuống chạy luôn hả? Nôm xuống chạy luôn bạn. Nôm xuống chạy vô đụng nôm rồi hả? Thanh năng dụng. Trên canh là ngay rồi đó. Đó, đây cá mẹ nè, cho anh chị bạn xem. Này chắc cá đực các bạn, còn con cá cái nữa. Dễ gì, nó chạy rồi, bắt từng con thôi chứ. Nào, nãy giờ mình đi xa xa cái không thấy cái mấy cái này nè anh chị bạn, đem mình nhổ cho anh chị bạn xem nha, dưới nước nè. Mấy cái bụi này. Mấy bụi này bụi gì thôi, biết bụi gì không? Cái này ăn sống được nè. Những hả? Lá bồ đề ăn sống được phải không? Cái cây này nè anh chị bạn, cây này thì mình không biết tên mà mình hỏi anh Hai thì anh Hai. Anh Hai nói cái này là lá bồ đề ở dưới nước anh chị bạn, chìm dưới ruộng hồi nãy mới nhổ lên anh chị bạn mình xem đó. Là cái này rau này mình ăn sống được anh chị bạn. Cái này mà mình chấm với mắm kho. Nó mắm kho mà mình gói cái này mình chấm là bá phát luôn anh chị bạn. Đó thì mấy này làm những cái món ăn dân dã miền Tây mình nè. Thì hôm nào mình sẽ làm qua kênh ẩm thực miền Tây nha anh chị bạn. Sao rồi? Tình hình sao? Vô rồi mà nhỏ. Nhỏ hả? Nhỏ xíu rồi má ơi, gù gù nó đâu quá. Nhỏ hả? Xíu rồi. Đó, mình cũng chia sẻ luôn là nhiều anh chị các bạn mà thấy mấy anh em mình kéo chì cái kiểu này nè anh chị bạn. Kéo chì hay kéo côn á. Thì anh chị các bạn nào mà biết, đã từng biết cái cách cái đẩy chì hoặc đẩy côn này thì thắc mắc tại sao anh em mình không dùng một chiếc thuyền á anh chị bạn. Chiếc xuồng hoặc chiếc ghe. Rồi làm cái cây căng cái chì này lên hai bên để mình đẩy cho nó nhẹ mà mấy anh em mình đi kéo tay như thế này thì hai mấy anh em cũng đã chuẩn bị thuyền rồi anh chị bạn, xuồng rồi. Nhưng mà do cái mùa này anh chị bạn, mùa này mấy cái lúa chét này nè là chét người ta để lại, người ta để lại để người ta lấy chét, sau đó người ta sẽ bán cho dịch đẻ nó ăn nha. Nên mình kéo trong cái chét này á thì mình đẩy ghe thì chủ đất người ta không cho kéo, không cho đẩy, tại sợ làm hư chét của người ta. Nên mấy anh em mình, người ta chỉ cho mình kéo như thế này anh chị bạn. Mình lội như thế này thì mấy cái chét này nó ít bị gãy, ít bị hư hại anh chị bạn. Thì người ta mới cho mình đẩy vô. Còn nếu mình dùng xuồng hoặc ghe mình đẩy thì người ta không cho. Nên mấy anh em bắt buộc phải kéo bằng tay nha anh chị các bạn. Kéo bằng tay thì thứ nhất nó nặng, thứ hai là phải tốn hai người hai đầu kéo. Còn khi mình dùng cái chiếc thuyền á, chiếc xuồng hoặc chiếc ghe, mình cuột nó lên, mình dùng cây mình cuột, mình căng nó ra thì nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ hơn và nó đỡ tốn sức hơn nha anh chị các bạn. Kéo chị tới đây, chị. Rồi đây là cá chuối nữa anh chị bạn. Cá cũng nhỏ các bạn. Cá nhỏ. Lụm ra. Cà na chín không anh chị bạn. À, cuộc sống miền Tây nó lên gung cây cà na nè anh chị bạn, cây na này nè. Nó gung trái chín nó rụng xuống, nó rụng xuống nước trắng hết trơn rồi giờ nó vớt lên đó, trái nào chín thì nó dễ rụng, nó rụng xuống. Mình ăn cà na chín không đâu, coi cà na cái coi, ăn cái quay cái khuôn mặt có thể. Ừ, ăn đi đây. Cà na chín là ngon rồi. Ngon hả? Ngọt đâu. Ngọt với chua. Anh Hai nè, anh Hai lụm cà na ngon ngon không? Đã nhóc lên rồi, đã luôn à. Thôi thôi à. Phê không? Phê. Mấy anh em mình gã đồng nghỉ ngơi có gì lụm đấy anh chị bạn. Mấy cây này một quang một dải theo đồng thôi, có hình bẻ ăn vậy bạn, mọc theo bờ kinh, ai đi ngang bẻ cũng được. Nãy giờ mấy anh em mình kéo nó mệt anh chị bạn, ăn cà na này vô nó rồi về chắc tốn cơm lắm. Mà nói tóm lại là chiều nay là về là mấy anh em mình là dở dò không lên nữa bạn. Vậy nó sổ đùi, đau vỏ, đau bắp chuối chị bạn. Ra đỡ
Rồi thì mấy anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Anh chị nào thấy hay thì cho mình một like và ấn vào đăng ký kênh để theo dõi những cái clip mới nhất của mình nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn nha. Quá trời chua. Bye bye.